Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 đô token N1CE các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video, mình mở cái Telegram một chat chat bot nè bạn. Chương trình này góp này không có ghép các bạn, chắc là uy tín. Rồi, các bạn bấm vào son Arab. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì Phan. Các bạn join vào kênh Seller nữa nè bạn. Rồi. Chết bà mà đây anh nè bạn, mình bỏ con các bạn. Các bạn bỏ con này đi. Rồi bạn join vào các bạn. Rồi con bot này rất là mượt các bạn. Thành viên khá là đông, rồi bạn bấm vào ai ham. Rồi, các bạn điền địa chỉ email của tụi mình vào các bạn. Nhân quân 5991 cộng chấm cơm. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Con này chấp. Rồi tiếp tục thì bạn join kênh Chiller nữa nha bạn. Rồi các bạn join cho hai kênh để mình xóa mình bỏ một con nữa các bạn. Rồi các bạn join xào người ta các bạn. Sau khi các bạn join xào kênh group nó xong thì các bạn bắt đắp ơi các bạn bấm vào click to su hôm nay các bạn. Rồi các bạn bấm vào click to profile hôm anh đang đây, các bạn lướt cấp trang là đang join vào group các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn, các bạn bấm join. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ VPN Smart Chain Best 20 nghe các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với chocolate hoặc là với Safi Ban các bạn. Thì những dự án nào mà có lấy email mình là nó trong chương trình bán hàng free sale đó các bạn. Đang nó gửi thông báo bán hàng cho mình. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain của mình nè bạn. Bạn sao chép địa chỉ với chocolate mình nè bạn. Hiện tại giá của token BNB đã vượt qua 600 đô cho một token các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục thì các bạn follow minimum nha bạn. Nhấp vào follow minimum, bây giờ fan nè các bạn. Trên minimum các bạn follow không được thì các bạn dùng phần mềm Tool VPN nha bạn. Thì các bạn mở các bạn lên Play hoặc App Store, các bạn tải phần mềm Tool VPN, các bạn mở VPN phát IP nó mới follow được các bạn. Trên phần mềm Tool VPN thì các bạn chọn giao quốc gia Hoa Kỳ, các bạn phát IP qua Hoa Kỳ nha các bạn. Các bạn chọn Hoa Kỳ nha các bạn. Rồi bạn bấm vào connect nha các bạn. Để mình cấp quyền cho nó các bạn. Sau khi bạn bấm cấp quyền xong thì bạn bấm vào connect nha các bạn. Chờ nó connect mình sang Hoa Kỳ nha các bạn. Ok. Bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Đây chứ chút nữa. Rồi như bạn sau khi bạn phát IP xong thì bạn nhấp vào follow minimum một cái một rồi các bạn. Đây là một trang Medium, là một trang truyền thông tài liệu, nó đã chặn không cho quốc gia Việt Nam mình các bạn, cấm quốc gia Việt Nam mình các bạn. Ok, trên Medium thì bạn bấm vào follow nha các bạn. Sau khi follow xong thì bạn lướt xuống đây, các bạn vô tay nó một hai cái đi các bạn. Ôi, cái trang Medium, cái trang này, cái trang tài liệu này lót nặng máy thấy ghê luôn các bạn. Rồi nha các bạn follow win xong thì các bạn lướt xuống vô tay nha các bạn. Vì cái máy của mình nó bà hỏi đứng hồi không hoài ta. Cái trang minimum này khó thiệt. Thì các bạn nhấp vào cái mục đường đen này nè các bạn. Trên đây nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào thì sẽ thấy avatar mình các bạn. Thì mình bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục submit profile minimum. Tất cả các bạn nhấp vào cái mục đen các bạn, rồi nhấp vào cái ảnh avatar của mình, các bạn copy lại cái dòng thời gian profile lên minimum của mình nha các bạn. Rồi mình gọi lên cho bot nha các bạn. Vì minimum của mình phát IP nó quay với phim nên nó lag quá các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nha các bạn. Tiếp tục trên tờ Twitter thì các bạn follow nữa các bạn. Nhấp vào fun. Trên Twitter thì các bạn theo dõi này bạn, rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn report bài viết đã ghim nè. Bài viết của nó nè. Đây nó không có kêu mọi con mình hát tát gì trên các bạn.
Phan 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 các bạn. Các bạn chỉ việc like nè các bạn. Phan phan các bạn. Các bạn tweet lại nghe bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nghe bạn. Submit tweet bot. Submit blog Twitter blog file. Rồi tiếp tục thì quan gọi là tờ blog file từ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba lập bên cùng này. Là gọi là username Twitter mình nha các bạn. À, cộng bên phía này là H9 nha các bạn. Em ta submit Twitter request submit the link you Twitter profile link. Này gọi sorry anh em, mình gỡ là đường link profile Twitter mình chứ không phải là username các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi tất cả các bạn bấm vào sao chép vào khai giải tạm nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nè các bạn. Ok ok ok. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào check balance nè các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 100 đô tôi cần có cái hiệu là N1CE các bạn. Ok, đây là một giá của ghép mà các bạn ơi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nha.